đây các bạn, mình sẽ quăng cái bật lửa này lên trên ngọn cây khô này test nha các bạn. Rồi nó vướng vô trong cái cây này luôn các bạn. Nó mắc lên ngay cái chặng 3 các bạn. Mắc lên ngay chặng 3 hơi khó thấy các bạn. Mắc ngay chặng 3 khúc trên này các bạn. Ok, mình test luôn nha. Rất là may mắn nha các bạn. Ở đây là cây cây lông não nha các bạn. Cây lông não chặt bẫy ha. Cái cây này mình mài ra nó có cái mùi giống như mùi dầu hun diệt các bạn. Có cái mùi giống như mùi dầu vậy ha. Mài ra nó nghe thơm mùi dầu các bạn. Cây lông não nha. À, rất là may mắn nha các bạn. Nó dướng ở trong cái ngã ba các bạn, nó lú cái đuôi ra tí xíu thôi. Hên là bắn trúng nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.